Ô, trời sáng rồi nè. Wow. Ui, mình nghe có cái tiếng gì vậy ta? Có cái tiếng gì ngồi làng vậy ta? Ông ơi. Gì á ông dân làng? Ông ơi. Giờ tôi còn ông giúp có cái thiên thạch hay cái gì mới rớt xuống trái đất mình. Có không? Chết rồi, hèn gì nãy mình nghe cái tiếng đâu đi. Bây giờ đi ngõ nào đâu? Đây. Trời ơi, nãy mình nghe rồi, mình vừa mới ngủ dậy là mình nghe tiếng đùng một cái là mình nghi rồi. Thì lên ông ơi. Hay coi thử coi có cái gì không? Okay, lên. Ôi, lên. Trời ơi, ông đi gì mà chậm vậy? Tôi đi sau ông mà giờ tôi gần đụng nó luôn rồi nè, đi chậm ri à. Thì đúng là già kẻ ốm yếu. Trời ơi, già kẻ ốm yếu đi chậm ri. Đây nè. Wow. Đây nè, cái bản. Đó. Trời đây nè. Ủa sao giống thiên thạch đúng rồi nè, thiên thạch nè. Đúng rồi. Nè. Ủa mà ông ơi, cái này là cái gì vậy? Sao màu nó nhìn kỳ quá. Ôi. Tí gì vậy? Ôi. Ôi. Trời ơi. Ô. Cái cục này là cái gì nè? Ôi. Con gì vậy? Ôi. Ôi, trời mưa luôn. Ô. Ô cái này là cái thiên thạch nè. Ô con gì vậy? Ô. Ủa sao nhìn nó lạ. Ồ, nhìn nó lạ lắm. Tôi tên là Hắc Diện Thạch, mọi người ơi, cứu rồi. Các Diện Thạch nhưng mà Tao đâu có hai đứa mình cái tay này làm sao đào được Hắc Diện Thạch được, Hắc Diện Thạch cứng lắm. À, đây, tôi có cúp nè, ông lấy ông đào thử coi. Không được, kích vô không được, cái cứng lắm, cái cục, ô, nó nè, mà sao nó màu đen nha, nó màu đen nha, nó khác với mọi cái cục khác nè. Ê, ông ơi, tôi nhìn kỹ thì tôi thấy nó có cái mặt phải không? Ờ, đúng rồi. Mắt với cái miệng. Mày từ đâu tới vậy? Từ vũ trụ tới đây á. Vũ trụ là ở trên kia hả? Ở trên trời kia hả? Đúng rồi. Thôi, ghê quá à. Nhưng mà bây giờ làm sao tôi có thể cứu mày được đây? Bị mày bắt kẹt trong cục đá rồi hả? Giờ sao ông? Giờ sao cứu nó đây? Mọi người hãy nghĩ cách đi, Cũng giờ sao ta? Giờ làm sao có thể cứu được đây? Chết rồi, đập ra không được đâu, cục Hắc Diện Thạch cứng lắm. Nhìn nó đâu giống Hắc Diện Thạch đâu ta, kiểu loại này loại gì á? Trời, con này. Mày khai thiệt đi, mày là ai? Thì tôi đó là bà, tôi chính là Hắc Diện Thạch. Này Hắc Diện Thạch này, đẹp lên nó thử coi, đẹp lên. À, hay là mình đi tìm pháp sư đi. Coi thử pháp sư có giúp được gì mình không. Rồi, bây giờ mày đứng đây đợi tao tới nha. Tao đi tìm pháp sư cái. Tao tìm pháp sư quay lại nè. Để thấy đi ông ơi. Đi ông ơi. Đi lẹ. Trời ơi giời. Đi tìm ông pháp sư cái đã. Chết rồi. Bây giờ mình phải đi nhanh lên ông ơi, coi chừng lạc. Ôi trời ơi, già cả rồi, tôi bắt ông ta đi. Chết rồi, bây giờ mình phải đi tìm pháp sư đây. Pháp sư ở nhà ở đâu nữa chứ. Trời ơi, chắc là ở đây nè, mình đoán gì? Đoán. Tự nhiên đang đi quay đầu à. Bên này. Đúng không? Trời ơi, ông này ông sống trong cái hốc bò tó. Đúng rồi, pháp sư là phải sống ở trên rừng trên rú vậy, không cách gọi là cách ly với loài người ấy, kiểu như không ở chung với người được. Ui, quẹo hẻm tùm lum đó. Ôi ôi, nhà tôi gì mà máu không vậy? Ui ôi. Tôi đi ra đây thôi, tôi không đi với ông nữa đâu nha, tôi đi đây. Trời ơi, ông dân làng nhát gan. Ê, không. Pháp sư. Các ngươi là ai? Đừng, bình tĩnh. Ở ngoài làng ấy có một cái cục gọi là Hắc Diện Thạch mà bây giờ nó công đó nó bị kẹt ở trong đó, nó có một con người ở trong đó bây giờ. Tôi không có lấy được cái cục đó để mà giải cứu được cục Hắc Diện Thạch đi. Pháp sư có thể giúp tôi được không? Giúp tôi đi, nó đang le lối sùm ở ngoài á. Đi. Nếu người đã nói như vậy thì được, ta sẽ giúp người lần nữa. Thì hay quá. Đi theo tôi đi. Đâu rồi, trời ơi, đang đi mà cứ bị quay đầu hoài. Lẹ lên đi ra khỏi cổng thành đi. Nhanh lên.
nó đang ở ngoài đó đó. Trời ơi, nó kêu là nó từ vũ trụ gì xuống ấy. Đâu, nó đâu? Chưa, chưa đâu. Đi ra khỏi, khỏi ở ngoài cổng thành này nè. Chết rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mà xa dữ vậy. Đó rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đó, nó ngay chỗ kia rồi. Đó. Đấy. Đấy, nó là, nó ngồi đây nè. Một cái đống hỗn loạn gì đây. Đây nè, nó đây nè. Đó. Đấy. Chính là cái con này đó hả? Đó. Nó nằm một cục đó rồi, chắc là bây giờ nó mệt quá rồi, nó không nói nữa luôn rồi đó. Cái cục đó bây giờ mình phải giải quyết sao đây Pháp Sư? Mà cái người đã thử đào nó không, lên chưa? Con không có đào được. Thử dùng cái cúp rồi, hay là người người thử coi, người thử coi. Người thử đào cái lên thử coi. Chứ con là dùng tay không, rồi dùng cúp không có đào được, nó cứng lắm. Hả? Tại sao ngươi có thể sử dụng một cái loại vũ khí nó tồi tệ như vậy, làm sao mà đào lên trời được? Ơi, thế giới Minecraft thì chỉ có nhiêu đó thôi. Pháp Sư kêu cái tồi tệ thì còn cái gì mà ngon nữa. Ai nói? Đây. Wow! Ngươi thấy cái này không? Cây gì? Ghê vậy? Đâu? Thử coi. Bây giờ ta sẽ đào nó lên cho ngươi coi. Đấy coi. Đâu, con đang đứng, con vẫn đang coi đó nha. Cái vũ khí của Pháp Sư thật là cùi bắp quá đi mà. Từ từ, ta sẽ thử vũ khí khác. Wow. Trời ơi, vũ khí mình tu luyện mấy ngàn năm bây giờ. Đúng. Trời ơi, quăng vô lửa luôn hả Pháp Sư? Đúng rồi, đây vũ khí không còn xài được nữa. Vậy bây giờ làm sao đây? Lẹ lên đi Pháp Sư ơi, chắc là nó mệt lắm rồi đó. Wow. Ủa, nó đâu rồi Pháp Sư? Trời ơi, cần gì ba cái vũ khí xa xỉ này. Một mình tay ta hơi cũng đã giải thoát được. Nó đâu, nó đâu? Đây, người hình như đây. Ô. Wow, đúng là Pháp Sư nha. Trời ơi. Cầm nó được trên tay luôn. Nhưng mà bây giờ... Ê, Pháp Sư, hay là mình thử gọi là giải thoát cho nó thử coi, khỏi cái cục Obsidian coi thử nó có phải là một cái, gọi là nó có con người ở bên trong không, gọi là nó linh hồn của nó có thể giống như mình không, có thể lớn lên ấy, từ nhỏ tới lớn ấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi, thử thôi. Quay về nhà của Pháp Sư hay là ở đây hay là ở đây? Ờ, giờ người muốn gì thì ta muốn con muốn là coi thử ấy, mình thử nghiệm mình giải thoát cho nó khỏi cái cục Obsidian coi thử nó như thế nào. Mày giờ con muốn thử ở đây hay là thôi, thử ở đây luôn đi. Ok, giờ ta sẽ sử dụng khí công mấy ngàn năm của ta để hít nó khỏi cái cục đá. Đâu Pháp Sư làm đi. Rồi, trời ơi, cái con này nó có nhiều mặt gì. Trời ơi. Ok, đây chính là cái vũ khí của ta đây đó, người thấy không? Bây giờ ta sẽ đẩy nó ra. 1, 2, 3. Wow. Ui, thật sự có sự sống kìa. Nó có sự sống kìa. Pháp Sư ơi, nhưng mà hình như là nó không nói được, hình như nó hay là mình dẫn nó về đi, không biết là nó ăn cái gì ta, không đâu, biết là... Bây giờ ta sẽ hỏi nó một số câu, nếu mà có thì ngươi gật đầu, còn nếu không thì ngươi lắc đầu nghe chưa. Đó, nó gật đầu. Thôi, nó biết nghe nè, nó biết nghe lời luôn. Thử đi Pháp Sư. Đúng là Pháp Sư có khác. Bây giờ ta sẽ hỏi ngươi là tên ngươi là gì. Nó đâu có biết nói đâu. Quên. Bậy cái này ta bậy rồi. Bây giờ nè Pháp Sư ta với lại cái tên này muốn dẫn người về nhà để chăm sóc cho người. Người có muốn hay không? Đó, nó chịu kìa, nó gật đầu kìa. Ồ, từ từ, để con hỏi một câu coi. Gọi là gì ta? Nhà ngươi là, gọi là gì? Có hiền lành hay không? À, có nè, hay vậy. Được, vậy thì mình mới dẫn nó về nuôi được. Nhưng mà không biết là nó ăn cái gì ta. Nếu mà ngươi hiểu ta, ngươi đi tìm thử coi, đồ ăn thử coi. Ngươi ăn cái gì? Để coi lại nó. Ủa, nó tiện kìa. Đi theo nó. Rồi, chúng ta theo dõi đi. Hí, mày thấy không? Mày thấy ta có thể bay không? Yeah, hứa. Nó ăn cái gì? Gì vậy? Ủa? Hả? Nó đang làm cái gì vậy? Nó ăn đất hả? Từ từ, để ta sẽ dùng khí công của ta
đi có thể chiều hồi ra được mấy con gà coi. Thì coi là nó có chịu coi rồi. Hey, chịu rồi. Còn nó có ăn. Wow. Ô hôi. Nó đâu có ăn được. Nó ăn được thịt gà không ta? Thử coi. Thử coi. Ông ta nghĩ chắc được á, nó ăn được những thứ mà con người mình ăn. Ăn được không? Wow, nó ăn được luôn. Này, vậy cho nó cho nó thịt gà pháp sư ơi. Hey, thịt gà của ngươi đây. Không, chắc là nó ăn thịt sống á hay là ăn thịt chín. Trời ơi, cái miếng thịt gà bự gần bằng nó luôn nè. Ngươi ăn thịt chín đúng không? Đó. Hay nha. Ta nghĩ là ngươi nuôi nó từ từ đi, rồi sau đó nó sẽ biết nói. Ok. Chị thì được. Đi theo ta, đi theo ta. Đi. Thôi đi về thôi, đi về nhà thôi. Về đi thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta sẽ đi. Ok. Về. Tạm biệt pháp sư. Ây da, té. Đây dẫn để mình dẫn cái cục hắc diện thạch này về nhà thử coi. Ủa điên cái nào vô nhà. À, đây nhà mình đây. Trời ơi, nhà rộng quá, quên đường đi luôn. Vô nhà, đâu rồi, đi vô nhà. Cuối cùng cũng hết gọi là một ngày mệt mỏi, tự nhiên giờ nhà mình lại có thêm một thành viên mới nữa các bạn. Tự nhiên lại xuất hiện. Hello. Ồ, lại là ông dân làng, hôm qua ông đi đâu vậy ông? Hôm qua tôi đi về chăm sóc vợ. Trời ơi. Ê, có cái này hay lắm. Cái hộp. Khoan, đúng rồi. Cái gì hôm qua sao? Hay lắm. Hôm qua ông pháp sư á, ông lấy được cái cục đó lên rồi. Xong rồi ông thổi cái gì ư ha gì á. Cái tự nhiên nó biến thành cái thằng nhóc luôn. Tôi dẫn nó về bên này nè, Đây nè. Đây nè. Ủa. Ông có nè. Ôi, hôm qua nó nhỏ xíu rồi, bây giờ nó đổi màu luôn nè. Ghê vậy, nó có tay có chân luôn ha. Nó có tay có chân luôn nhưng mà hôm qua nó không có nói được. Ôi, giờ nghe giọng nó thì tôi vẫn nghe được giọng. Ôi, bây giờ nó nói được nè. Trời ơi, một buổi sáng tốt lành. Ôi. Hello. Ủa, sao nó lớn nhanh vậy ta? Hôm qua nó nhỏ xíu rồi, nó không nói được. Tôi nhớ hôm qua nó còn là một lóc luôn á. Đúng rồi. Ủa sao nay mình nói được vậy ta? Yeah, nói được rồi, nói chị được. Ồ, hay thiệt chứ. Đúng là người ngoài hành tinh có khác không à? Ê, hay là mình dẫn nó đi dạo đi, đi coi thử trái đất như thế nào đi. Đi dạo. Đây. Đi ra ngoài đây, đi dạo nè. Đi dạo. Trời ơi. Đi từ từ thôi. Ê! Nhảy ra. Nhảy đâu? Tập cái. Rồi, đây. Rồi. Ba. Thằng giờ làm cái gì? Tao có thể tự nhảy mà. Trời. Nó người ngoài hành tinh mà. Đi. Ra ngoài thành chơi nè. Trong thành này không có gì đâu. Đi ngắm cảnh coi, xung quanh này có gì không? Giới thiệu. Đấy, thấy ngôi làng của chúng ta không? Ở đây là ngôi làng của người trái đất nha. Ông wow. cho nó coi cái chỗ nó. Đúng rồi. Đây nè. Đây là chỗ nơi con sinh ra. Đó, con hắc diện thạch. Đấy, đây là. Nè, đây là cái cục nè. Chỗ. Cái lỗ này nè. Đây chính xác là cái lỗ này là nơi con sinh ra. Cái lỗ này nè. Thấy chưa? Đây có lửa nè. Trời. Nó không bị cháy đâu nè ông. Coi nè. Nó người mạnh tinh mà chắc nó hệ lửa. Nhìn cái người. Ôi, trời ơi. Trời ơi, mình đụng vô cái là mình cháy liền luôn á. Mọi người không cần đâu. Chỉ có con đụng vô thôi, trời mát quá trời. Trời ơi. Hơi mà có khi nào nó lớn nhanh như vậy rồi nó có bị gì không ông? Tôi thấy nghi á. Tôi cũng biết. Tôi cũng hay coi phim, tôi thấy mấy đứa lớn nhanh vậy nguy hiểm lắm á. Tự nhiên mới hôm qua còn lại một cái cục nằm một chỗ không đi được. Còn bây giờ là nó còn chạy nhảy. Ghê thiệt. Nghi ngờ quá. Thôi mình đi dạo tiếp đi. Đây. Ok, đi. Đi dạo. Tôi đây. Đi từ hả con? Trời ơi. Chết
ghê quá. Không biết là nó có âm mưu gì không hay. À, lên đây coi. Ý, lại giật. Ý. Wow. Ngoài đây là biển rồi. Ôi, ôi, biển nè. Ôi, con không muốn ra biển đâu. Trời ơi, nóng quá. À. Oh, what the hell? Nó người chạy đó cái gì? Ngoài hành tinh mà nó ngược với mình à, nó chỉ thích lửa thôi. Rồi đi 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 chỗ khác đi chỗ khác. Đi 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 đi. Đi lên núi đi, lên núi ngắm toàn cảnh đi. Đi lên núi ngõ này. À lên núi ở cái núi núi kia đúng không? Cái núi cao đúng rồi. Bây giờ phải trời ơi trời ơi cái gì vậy trời trời ơi trời ơi nó bay lên được luôn kìa. Tôi đang bò lên mà nó còn bay được nữa nè. Trời ơi tôi với ông còn đang theo cực khổ. Còn thấy còn giỏi không giỏi còn nữa ha. Không hiểu sao mà mình có được cái sức mạnh này nữa. Trời ơi nó bay đi kìa. Trời ơi, ông có bài chưa chưa? Nào, ghê quá. Mà tôi vẫn nghi ngờ ông ơi. Ủa, trên đây đẹp quá trời luôn nè. Ờ, tôi cũng... gì con, vẫn nghi ngờ nó. Trên đây đúng đẹp luôn á, chúng ta có thể thấy được toàn cảnh dân làng của mình nè. Con có thấy dân làng này đẹp không? Hòa bình, yên tĩnh không? Hòa bình là gì? Hòa bình tức là không có đánh nhau á. Chiến tranh thôi. Ghê vậy? Gì? Cái gì chiến tranh? Đây. Đúng rồi, trên vũ trụ chúng ta là chỉ có chiến tranh thôi, không bao giờ có được chữ hòa bình. Nhưng mà bây giờ con đang ở trái đất mà. Trái đất là phải là hòa bình thôi. Cái gì? Hòa bình sao? Tôi cứ tưởng đâu là trước giờ ở đây là chiến tranh chứ. Vậy thì nuôi tôi làm cái quái gì? Sao hả? Chết rồi ông ơi. Sao lại hòa bình? Nhưng mà được lắm. Mọi người cứ đợi đi. Chết rồi ông ơi, nó đi đâu rồi kìa? Ôi, ê, đứng lại, hát diện thành ơi. Chết rồi. Nó chạy đâu rồi? Tôi không thấy luôn. Nãy tôi thấy nó bay qua bên này nè. Đâu rồi? Đâu hướng nào đâu? Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Tôi đứng ngay chỗ cái tháp nè. Đây. Đi. Chết rồi. Tôi biết ngay mà, có khi nào là người ngoài hành tinh gửi nó xuống không? Chắc cố tình gửi xuống để hủy hoại trái đất á. Đâu rồi nó đâu rồi ta? Nó đâu rồi? Không tìm thấy ông ơi. Đây là đường này là đi xuống dưới rồi. Ủa chị nó chui đâu ta? Không biết luôn. Nó đâu rồi ta? Hát chuyện thật ơi. Nó đâu rồi? Hay nó vô làng mình rồi. Cũng có thể. Vô làng kiếm. Đi vô. Nó đi. Đâu? Nó đâu rồi? Ôi, nó bay trên kia nè. Ôi, hát gì thật ơi. Hỏi đời, hòa bình là gì? Hát gì thật ơi. Hát gì thật ơi. Đâu rồi? Ôi, con ơi. Ôi, hát gì thật ơi. Ông ơi. Ông đâu rồi? Ông ơi. Tôi đang bị lạc rồi ông ơi. Hát chuyện thật ơi, đâu rồi? Nãy mới thấy nó đây mà, đâu rồi ông? Ôi, ông có thấy không? Không, tôi... Ta trên đầu các người. Ôi, cái gì vậy? Chết rồi. Hỏi đời. Ủa? Hòa bình là gì mà tại sao mọi người lại thích như vậy? Ông ơi, sao nhìn nó khác hẳn lúc nãy? Ồ, nó ghê quá. Rồi ta đã tiến hóa được một bậc cao. Ở đây. Chết rồi, tôi nghi mà chắc chắn là mấy hai người trước. Từ từ, đừng. Nhưng mà ta gọi là gì? Bà đâu có làm gì con đâu, thấy không? Bà nuôi con, đem con về. Bây giờ Trời ơi, bây giờ nó lại muốn giết tôi. Bây giờ ai đừng chạy. Ông ơi cứu tôi, ông ơi. Cứu tôi.
cứu tôi, chết rồi, tôi bị kẹt rồi. Ê, cứu tôi, ôi, cứu tôi. Giết nó, đánh nó đi, ông đánh nó đi. Ôi trời ơi, nó giết luôn ông dân làng rồi. Ê, cứu tôi với, trời ơi. Các bạn ơi, đừng bao giờ các bạn nuôi cục obsidian nha các bạn. Nó sẽ giết các bạn đó. Ê, chạy đó, mình chạy đó, trời ơi, mình phải chạy. Ôi, cứu tôi với. Ôi, nó giết ông dân làng của tôi rồi. Nó giết ông, giết ông bạn già của tôi rồi, trời ơi. Ê, cục obsidian ơi. Cứu tôi với, cứu tôi với. À,